Sáng sớm ngày 12 tháng 4, công ty quản lý Sanadu Entertainment của Park Bo Ram thông báo tin buồn nữ ca sĩ đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. Theo Sanadu Entertainment, thủ tục tang lễ sẽ được chuẩn bị sau khi tham khảo ý kiến của gia đình tang quyến. Công ty mong rằng khán giả không đưa ra những suy đoán vô căn cứ để thể hiện sự tôn trọng đến gia đình nữ nghệ sĩ. Park Bo -ram sinh năm 1994, cô nổi tiếng sau chương trình âm nhạc Superstar K2 vào năm 2010 nhờ khả năng ca hát vượt trội và phong thái tự tin. Park Bo -ram chính thức ra mắt vào năm 2014 cùng với đĩa đơn I Became Pretty. Kể từ đó, cô vẫn tiếp tục hoạt động ổn định với tư cách nghệ sĩ solo cùng với nhiều đĩa đơn khác như Pretty Person và I Want to Love You. Với giọng hát nội lực, Park Bo Ram thường được mời thể hiện các ca khúc nhạc phim nổi tiếng, trong đó có Reply 1988, Two Reason Playbook. Tin tức cô qua đời khiến nhiều người hâm mộ bàn hoàng vì nữ ca sĩ đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ra mắt và ra mắt album mới vào năm nay.